Qua Lai Quang xin chào cô chú. Hôm nay con xin giới thiệu các cô chú một số giòn ngọc điểm Thái có nhiều giá tiền khác nhau. Và sau đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 2018. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan của con ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là giòn màu đốm tím, mã số 1 cô chú. Giờ này có 1 nè, 2, bên đây 1 vòi nữa là có tổng cộng là 3 vòi. Giờ mã số 1 này có giá tiền là 400 cô chú. Cây rất là đẹp luôn, màu đốm tím nha cô chú. Mã số 1 400.000, 400.000 đây giờ mã số 1. Đây là giờ mã số 2 của chú. Nhiều có giá là 400 luôn. Mã số 2 có 1, 2, 3, 4, 5 5 cặp lá. Bản lá rất là to. Mã số 2 400. Bây giờ mã số 3 của chú, có thể là màu đỏ hoặc là đốm đỏ. Mã số 3 giờ này là đang có 1, 2, 3. Và giờ này là 4 vò hoa. Mã số 3 đang có 4 vò hoa, có giá tiền là 400.000 của chú. Giờ mã số 3 mà số 4 đây là màu đốm tím của chú, có giá tiền là 350. Giờ này đang có 1, 2, đang có 3 vòi, 350.000. Giờ mã số 4 màu đốm tím có 3 vòi hoa. Mã số 4. Bây giờ mã số 5 của chú có giá tiền là 350. Đây là màu trắng. Giờ này có 2 vò hoa của chú. Cô xin lỗi cô chú, đây là mã số 4 của chú. Giờ này có giá là 300 nha cô chú. 1, 2, 3 là 400. Từ 4 trở đi là 300. Đây là mã số 4, có giá tiền là 300. Số 5 màu trắng con đang quay cũng có giá là 300 luôn. Đây là mã số 5. Đây là mã số 6 của chú, có giá tiền là 300. Màu đốm đỏ nha cô chú, đốm đỏ hoặc đỏ. 300.000. Giờ mã số 6. 1, 2, 3 là 400. Từ 4 trở đi là 300 nha cô chú. 4 tới 11 là 300. Mã số 7 đây là màu trắng của chú. Xin lỗi chú, mã số 7 đây là màu tím, màu đốm tím nha cô chú. Mã số 7 là màu đốm tím. Giờ này có giá là 300 luôn. Mã số 7 đốm tím 300.000. Giờ này đang có 2 vò hoa. Giờ mã số 7 300. Mã số 8 đang có 2 vòi. Đây là màu đỏ của chú, 300.000. Mã số 8 cây rất là đẹp. Đây là giờ mã số 9 của chú, có giá là 300. Đây là màu trắng. 1, 2, 3. Giờ này đang có 3 vò hoa màu trắng. Đây là giờ mã số 9, có giá là 300 của chú. Tiếp theo là mã số 10, có giá là 300 luôn. Đây là màu đỏ, đang có 3 vò hoa của chú, 300. Mã số 10 màu đỏ. Đây là giờ mã số 11, có giá là 300 của chú. Đây là màu trắng luôn, 300.000. Mã số 11 màu trắng. Cô chú có trồng mấy cây ngọc điểm á, mà nó nhú vòi chừng khúc vậy, đứng lại á,
thì nó không có bị hết nha cô chú, chỉ là nó đứng lại đi nó bên trong thôi, nhưng mà qua Noel á là nó sẽ dài ra và dài rất là nhanh luôn, chứ không phải là nó bị chai hay là bị gì nha cô chú. Nó khựng là khoảng nửa tháng khoảng tháng là nó sẽ ra vòi rất là nhanh. 300.000 mã số 11. Đây là mã số 12 có giá tiền là 250.000, giờ đang có một vòi hoa, đây nhúng một vòi có giá là 250. Đây là mã số 12 màu trắng. Giờ mã số 13 này có giá là 250 luôn. Giờ này có một vòi hoa, đây là màu đốm, 250. Giờ mã số 13 màu đốm. Giờ mã số 14 đây là màu trắng của chú. Cây rất là đẹp, 250.000 mã số 14 màu trắng. Giờ mã số 15 này có thể là màu đỏ hoặc là đốm đỏ nha cô chú, có giá là 250. Giờ này đang có 3 vòi hoa. Giờ mã số 15 250.000. Tiếp theo là giờ mã số 16, đây là màu đỏ hoặc là đốm đỏ luôn. Này đang có 3 vòi hoa, có giá là 250 của chú. Đỏ hoặc đốm đỏ nha cô chú, 250.000. Đây là giờ mã số 16. 17 của chú, đây là màu trắng, 250.000. Mã số 17 màu trắng. Đây là giò mã số 18 luôn cô chú, đang có 2 vòi hoa và có giá là 250. Mã số 18 màu trắng, 250.000. Đây là giò mã số cuối cùng, mã số 19. Đây là màu trắng, có giá là 250 luôn, đang có 2 vòi. Mã số cuối cùng, mã số 19, 250.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường Lan của con nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và qua Lan của mình xin chào cô chú.